Chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2022, sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ, gồm các ông bà Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi, Nguyễn Thị Anh Thảo đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Hòa Thọ Đông đã nêu ra nhiều vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn thành phố, cũng như tại địa phương, đề nghị thành phố sớm có giải pháp giải quyết. Đáng chú ý, cử tri đề nghị thành phố cần có giải pháp căn cơ để đảm bảo thoát nước ở khu dân cư, tránh để ngập sâu như đợt mưa lịch sử vừa qua. Cử tri phường Hòa Thọ Đông cũng nêu lên một số bất cập trong thực hiện chính sách giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách hành chính, đề nghị tăng cường xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường tại một số khu vực và tình trạng gia súc thả rông tại nhiều khu tái định cư, quan tâm việc đặt tên đường, đánh số nhà, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm của bà con cử tri và thông tin thêm về một số kết quả trong phục hồi, phát triển kinh tế xã hội của thành phố, cũng như định hướng phát triển thời gian tới. Liên quan đến các kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, hiện nay Đà Nẵng đang tiếp tục chú trọng cải cách hành chính để tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. Muốn có thành phố điện tử thì phải có công dân điện tử bằng cách là mỗi người dân có cái mã số định danh điện tử, công dân điện tử và thực hiện những thủ tục trực tuyến ở nhà mình thì hoàn toàn là không có những cái hành vi gì liên quan đến tiêu cực và nhanh chóng. Chia sẻ với những thiệt hại và khó khăn của người dân trong đợt mưa và ngập lụt lịch sử vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, về lâu dài Đà Nẵng sẽ tính toán các giải pháp căn cơ hơn đối với vấn đề ngập úng, thoát nước đô thị. Tôi đề nghị là Sở Xây dựng rà soát và có thể xem phường, một số địa điểm trong phường là một trong những cái địa bàn thường xuyên bị ngập úng để chúng ta có cái kế hoạch ưu tiên đầu tư, xem xét đưa vào một số cái khu vực gần đây mà sao có được lục vừa rồi đó, rà soát trở lại để có cái giải pháp cụ thể để chúng ta trong cái kế hoạch ưu tiên đầu tư thì chúng ta bố trí cái nguồn lực hoặc là điều chỉnh chủ trương đầu tư một số cái dự án đã có sẵn để chúng ta nâng cao cái năng lực chống ngập cho các cái dự án này. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Minh Triết cũng đề nghị quận Cẩm Lệ thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác quản lý trật tự đô thị, lưu ý tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán kinh doanh, nhất là khu vực xung quanh các chợ, tình trạng thả rông, gia súc tại các khu dân cư, nâng cao hiệu quả tránh lãng phí với các dự án hạ tầng dân sinh, cộng đồng, phối hợp với các đơn vị liên quan sớm triển khai dự án khu di tích Chăm Phong Lệ.